Lâm Trường tung MV chỉ còn mình anh tránh giờ World Cup. Sau 4 tập Lâm Trường 9 giờ sáng live được phát đúng 21 giờ thứ 6 hàng tuần. Tối ngày 6 tháng 7, Lâm Trường quyết định dời giờ ra mắt tập 5 sớm hơn 1 tiếng để né trận đấu. Ca sĩ e ngại khán giả đổ dồn sự quan tâm vào trận cầu hấp dẫn này mà quên sản phẩm âm nhạc của anh. Trong tập 5, Lâm Trường không thể hiện lại hit của mình mà cover ca khúc gắn liền thanh xuân với anh. Đó là Chỉ Còn Mình Anh, bản nhạc ngoại lời Việt từng được cố ca sĩ Anh Tú trình bày thành công những năm đầu thập niên 1990. Nếu mọi người thích nghe bài hát này vì giai điệu, ca từ thì với tôi, nó gắn liền với những buổi trưa hè khi được chị mở cho nghe hay những khi gia đình có buổi văn nghệ ấm cúng sau giờ cơm tối. Điều thú vị là hồi đó, khi thấy các anh chị cùng nhau hát, tôi cũng xen vào hát vài câu, nhưng thường là các anh chị không hài lòng, yêu cầu tôi đừng xen vô nữa. Sau này, khi thi vào trường nhạc thì đây cũng là ca khúc mà tôi chọn để thể hiện phần thi của mình. Khi đã trở thành ca sĩ, Lâm Trường từng được trung tâm Kim Lợi mời song ca ca khúc Chỉ Còn Mình Anh với ca sĩ Đình Văn trong cuốn băng video Tình Đã Bay Xa. Với Lâm Trường, đó là ký ức đẹp khó quên trong những ngày đầu bước chân vào âm nhạc. Với MV Chỉ Còn Mình Anh, ca sĩ Lâm Trường còn tái hiện không khí của chương trình, quà tặng âm nhạc đến đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình quà tặng đầu tiên trên sóng radio và từng tạo nên cơn sốt với thính giả miền Nam qua sự dẫn dắt của phát thanh viên Mai Trinh. Lâm Trường 9 giờ sáng live là dự án âm nhạc lớn của Lâm Trường trong năm 2018. Giai đoạn đầu anh dự định thực hiện 10 tập phát vào tối thứ 6 hàng tuần. Nam ca sĩ sẽ thể hiện những bản hit của mình hoặc hit của thế hệ trước, ngoài ra còn giới thiệu ca khúc mới nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.